Vâng, không biết là có một thông tin này chị Quỳnh Hoa có biết được không, đó là hiện tại ở miền Bắc chúng ta thì đang bước vào mùa thu hoạch trái na, mà ở miền Nam thì hay gọi là trái mãng cầu đấy Vâng, tôi thì tôi cũng có biết điều này vì không hiểu làm sao mà Huy Hoàng hôm nay ạ. hỏi toàn những cái câu mà vào đúng sở trường của tôi. Ăn hoa quả thì cũng là một điều mà tôi rất là thích và mùa hè thì chắc chắn là mùa của những trái cây Việt rồi đúng không ạ? Và tôi còn biết rằng là ở Cần Thơ thì rất nhiều nông dân đã trồng cái loại mãng cầu khổng lồ hay còn gọi là mãng cầu hoàng hậu đã từng tạo nên một cơn sốt cách đây khoảng 3 năm trên thị trường trái cây giống. Vâng, đúng như chị Quỳnh Hoa vừa chia sẻ, những cái trái mãng cầu hoàng hậu khổng lồ ấy, như quý vị đang thấy ở trên màn hình lúc này, là đang vào mùa thu hoạch tại Cần Thơ. Và đến thời điểm này thì những người trồng na hoàng hậu thì thường nhắc tới một người nông dân rất là nổi tiếng, gắn liền với cái nhãn hiệu của cái loại trái cây này đấy ạ. Vâng, và tôi cũng được biết rằng là cái loại mãng cầu này thì nó có một cái kích cỡ rất là siêu khủng. Người nông dân này thì đã mạnh dạn là mua gần 200 cây giống để về trồng thử nghiệm. Và đến nay sau 3 năm theo đuổi loại nông sản lạ này thì ông đã gặt hái được rất nhiều những thành quả ngọt ngào khi mà những trái mãng cầu khổng lồ đã nặng tới 400 gram cho đến 1 kg và đem về giá trị kinh tế vô cùng đáng mơ ước. Và trong tiểu mục Chuyện Nhà Nông ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng gặp gỡ lão nông đặc biệt này. Quyết định trồng thử nghiệm 170 cây giống mãng cầu hoàng hậu từ 3 năm trước, ông Hồ Văn Màu, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã không nghĩ rằng giờ đây nó đem lại thành quả ngọt ngào đến thế. Những trái mãng cầu khổng lồ đang và sắp cho thu hoạch. Trên diện tích vườn 2.600 m², ông Màu trồng sen sầu riêng và mãng cầu hoàng hậu. Và hơn một tháng nay, ông Màu bắt đầu thu những trái đầu tiên thay vì bán ngoài chợ. Chỉ cần bày bán ngay trước cửa nhà, ông cũng thu về từ 1 đến 1,2 triệu đồng mỗi ngày. Nhà tôi cắt 2 đồng bê ra là tôi bán 2 triệu 2, 2 triệu 1. Để đảm bảo chất lượng trái ngon và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, ông Màu chỉ sử dụng phân hữu cơ để sản xuất. Trước lúc làm bông khoảng 10 ngày, ông bón phân một lần để nuôi cây, sau mỗi vụ đều cắt tỉa cành. Tùy vào độ tuổi của mãng cầu mà ông để trái mỗi cây từ 10 đến 25 trái. Trọng lượng trung bình mỗi trái mãng cầu từ nửa cân đến 1,5 cân. Tất cả trái đều được bao bằng túi xốp ni lông, cẩn thận hạn chế sâu bệnh tấn công. Màu sắc trái khi thu hoạch cũng đẹp hơn. Những trái mãng cầu dai khổng lồ rất ít hạt. Từng múi mãng cầu ngọt lịm và rất thơm ngon. Hồi trước tôi sợ nó khó mà trồng nó khó, ra tôi trồng thử chứ giờ tôi hết sợ rồi. Nó đất này nó cũng chịu, đất cát ở đất phèn này nó cũng chịu nè. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, sau 3 năm canh tác, vườn mãng cầu của ông Màu đã cho trái 2 vụ. Trong đó vụ năm nay, ông thu hoạch trên 700 kg với giá bán trung bình 70.000 đồng 1 kg. Ước tính vụ này, ông Màu đã bỏ túi trên 30 triệu đồng. Vâng chị Quỳnh Hoa, những năm gần đây thì tôi nhận thấy rằng cái nhu cầu mà chuyển đổi cây trồng mới thay thế cho những cái giống cũ kém hiệu quả đang được người nông dân trên cả nước phát huy rất là nhiều phải không ạ? À, vâng, chính xác là như vậy và chúng ta cũng phải công nhận rằng là người nông dân của chúng ta ngày nay thì cực kỳ là năng động và rất là sáng tạo đúng không ạ? Họ có thể là tự tay biết cách để chuyển đổi cái cây trồng hợp lý và đoán được nhu cầu cũng như là thị hiếu của người tiêu dùng nữa. Minh chứng đó là câu chuyện về lão nông trồng mãng cầu khổng lồ ở Cần Thơ mà chúng ta cũng vừa theo dõi thưa quý vị. Và không chỉ những nông dân ở Cần Thơ đâu mà những cái người nông dân như chị Quỳnh Hoa vừa chia sẻ, họ rất là nhạy bén và rất là giỏi giang phải không ạ? Và ngay bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ thêm một người nông dân nữa. Lão nông này cũng đang làm giàu bằng một loại cây trồng tuy không mới nhưng với chất lượng giống khác. Ông đã thu về lợi nhuận cao so với trồng lúa kém hiệu quả. Đó là cây chanh bông tím. Vậy giống chanh này thì có gì đặc biệt? Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Những vườn thiên lý đã thay thế hoàn toàn bởi chanh bông tím. Chỉ sau 6 tháng chăm sóc, hơn 1.000 mét vuông đất trồng thử nghiệm với 70 nhánh chanh của gia đình ông Lê Văn Kình đã cho thu hoạch lứa đầu tiên. Cứ cách 7 ngày ông hái một lần, đến nay tổng số chanh thu được khoảng 800 kg với giá bán dao động từ 23 đến 27.000 đồng 1 kg. Tính ra trừ hết các khoản chi phí, ông thu về lợi nhuận khoảng 14 triệu đồng. Hồi tôi chuyển qua bông tím tôi trồng đó giờ đó là tất cả là cái theo mình hồi mà biết cho mình ruộng và vườn mình trồng cái tạp này kia đó thì nó thua này xa lắm, cái này là rất hiệu quả rất cao, giá cả thì cũng có lên có xuống, nó ngay ra thì cũng có 10 mấy ngàn là hết giá đó. Thấy hiệu quả cao, ông Kình đang tiếp tục mở rộng mô hình trồng chanh bông tím. Ông Kình chia sẻ rằng chanh bông tím là loại cây mới dễ trồng, cho trái quanh năm, ít bị sâu bệnh, trung bình mỗi cây cho 15 kg một tháng. Theo ước tính trung bình, 1.000 mét vuông đất trồng chanh bông tím sẽ cho nhà ông thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng một năm.
Qua cái mô hình trồng chanh bông tím thì cái lợi nhuận so với lúa là nó cao rất nhiều lần. Lợi nhuận từ trồng chanh bông tím đã tạo niềm phấn khởi cho chính quyền địa phương và nông dân. Thu nhập của người dân được tăng cao, thay đổi kinh tế gia đình. Đây là một tín hiệu vui cho bà con muốn chuyển đổi từ loại cây trồng giá trị thấp.